Và tiếp theo chương trình trân trọng kính mời quý vị, chúng ta cùng đến một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Lương, bài hát Chạy Hội Xuân qua tiếng hát của những liệt anh liệt chị. Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị. Anh hai chị ai ơi, chạy hội đi. Chạy hội đi chị em ơi. Chạy hội Làng Bùi đi nào. Cảm ơn tất cả các vị du khách trở về với Làng Bùi chúng em. Yeah.